Đối với các nghệ sĩ, chương trình hòa nhạc bài ca không quên đã trở thành sân khấu để họ được cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Dù là lần đầu tiên tham gia hay đã có nhiều năm gắn bó với chương trình, thì được biểu diễn trên sân khấu của bài ca không quên cũng đều cho các nghệ sĩ những cảm xúc thật đặc biệt. Đây là lần thứ ba Hoài Xuân được tham dự cái chương trình bài ca không quên. Đây là mùa thứ 8 rồi, nhưng mà dư âm của chương trình đối với khán giả thật là tuyệt vời. Xuân cũng được sinh ra trong một cái gia đình bố là quân đội, nên là những cái chương trình như này Xuân càng cảm thấy ý nghĩa hơn. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Xuân cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi mà được biểu diễn tác phẩm Người Hà Nội mở màn bằng cái tiếng đàn cello của mình với dàn nhạc Thăng Long. Thực sự đây là lần đầu tiên mà tác phẩm Người Hà Nội viết cho hai cello và dàn nhạc giao hưởng. Xuân và bản Hà Miên sẽ cùng biểu diễn sân khấu với dàn nhạc giao hưởng. Lần đầu tiên thì Xuân cũng cảm thấy hơi ngập ngừng, tại vì Xuân sinh ra ở miền Trung. Xuân sợ rằng là Xuân không truyền tải hết cái lãng mạn, cái tinh tế, cái sâu sắc của Người Hà Nội trong tác phẩm. Tuy nhiên thì được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng như tổng đạo diễn Trịnh Tùng Lâm động viên và khuyến khích, cũng như là truyền cho Xuân thêm một cái động lực. Và từ đó Xuân cảm thấy tự tin hơn. Bằng tất cả những trải nghiệm của mình ở Hà Nội 8 năm, thì Xuân biểu diễn bằng chính cảm xúc và chính trải nghiệm của mình qua tiếng đàn cello.